Shop Audio Cường Nguyễn Bắc Giang xin chào toàn thể quý vị và anh em trên mọi miền Tổ quốc yêu âm nhạc. Hôm nay là sáng ngày 25 tháng 3, bên cửa hàng này về được giới thiệu với anh em một bộ dàn đại của Aiwa nhé. Là E77. Bộ dàn này về gồm 6 thớt, 2 má gỗ cực đẹp luôn. Đây còn nguyên sạch và model của nó là CDS77, chạy full tất cả các chức năng. Nghe đang chạy CD đây, thứ tia than này, CD này, tuner, âm ni, nghe quay cassette, lời đâu năm ba viết cho con, loa 327 nặng carbon. CDS77 3.7 100W trở kháng là 6 ohm. Nhạc xuất sắc luôn đi. CD đọc đĩa rất nhanh. Đây đĩa than này. Đây đang chạy đĩa than đấy. Kia trắng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lờ đám, mặc theo bóng thời gian. Đây là radio. Thuyền ơi sao? Ban thỏa thuận về người nhận hiện vật, nếu không thỏa thuận được thì hiện vật đó được bán để chia theo quy định tại khoản 2 điều 660 bộ luật dân sự năm 2015. Văn bản thỏa thuận chia tài sản thừa kế cần được công chứng chứng thực theo điều 5. Cassette. Hết băng. Chỉnh bát chép. Mây bốn phương trời, cuồng phong lão lớn tồn đang bát này. Thank you.
Vâng. Bộ dàn này kích thước là rộng 1m, cao là 50. Tính cả đĩa than là cao là 62. Vâng, em báo giá bộ dàn này với giá sau. Bộ dàn này em bán với giá là 16 triệu tại cửa hàng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Vâng. Anh em mua thì liên hệ theo hai số điện thoại 0986 737 347, 0868 559 829, địa chỉ là ngõ 225 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Nên là vẫn ship hàng toàn quốc, thì anh em chuyển cọc và lắp đặt tận nhà theo yêu cầu và khách hàng thêm tiền xe. Đấy, hàng bán ra là có bảo hành cho anh em. Đấy, và trước khi gửi thì chụp CG và clip test hướng dẫn anh em sử dụng. Đấy, bên em còn rất nhiều A97 này, Sensui 900XD, Kenwood, Sony, rất nhiều AD. Vâng, trước khi kết thúc video thì xin anh em một nút like và bấm nút chuông để đăng ký kênh, chia sẻ với anh em bạn bè người thân biết để theo dõi sản phẩm mới nhất từ bên Hero Cường Nguyễn. Vâng, xin báo giá lại bộ dàn này là nó về này. Là 16 triệu nhé. Giá là 16 triệu. Khiển zin sách vở đầy đủ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và anh em.